Bà Thẻn thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người cư trú chủ yếu tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, tỉnh Hà Giang và các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Theo số liệu điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, dân số người Bà Thẻn là 8.248 người. Ngôn ngữ của người Bà Thẻn thuộc nhóm Mông, Giao. Địa bàn cư trú của họ chủ yếu là vùng đồi núi, thung lũng quanh sông Lô, độ cao trung bình từ 500 đến 1.000 mét, thuận lợi cho việc hình thành các điểm dân cư và phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Tùy từng nơi, người bà thẻn quen ở nhà sàn, nền đất hay nửa sàn, nửa nền đất. Họ chủ yếu là canh tác nương rẫy, chăn nuôi, trồng rừng. Ngoài ra, người bà thẻn còn làm một số nghề thủ công gia đình như dệt, đan lát, rèn, làm mộc, chạm khắc bạc và làm giấy. Trang phục của người bà thẻn có màu đỏ là chủ đạo, trang phục của phụ nữ gồm áo, váy, khăn trong và khăn ngoài, màu sắc rất sặc sỡ. Nam giới chỉ mặc đồ truyền thống trong ngày cưới với một số trang trí như khăn dài có hoa văn, hai đầu có tua, hai bên vai đeo hai miếng vải trắng vắt chéo nhau rồi buộc ở cặp quần sau lưng và trước mặt, đeo vào trước vòng cổ. Người bà thẻn tin vào sự tồn tại của siêu linh, vạn vật có linh hồn, họ thờ cúng tổ tiên trong nhà. Người bà thẻn có nhiều nghi lễ như lễ cấp sắc, các lễ cúng trước khi tra hạt, lễ cúng cầm mới, các nghi lễ liên quan đến chăn nuôi, săn bắn cũng được chú trọng. Nói đến người bà thẻn không thể không kể đến lễ nhảy lửa. Người bà thẻn luôn có niềm tin rằng xung quanh họ sẽ có các vị thần che chở, bảo vệ để họ vượt qua nguy hiểm, hoạn nạn. Trong đó vị thần tối cao nhất được tôn thờ là thần lửa. Chính vì vậy mới tổ chức lễ hội nhảy lửa để tất cả người dân thể hiện lòng thành kính với thần lửa đầu tiên thầy cúng sẽ làm lễ xin thổ công thổ địa để được cho phép tổ chức lễ nhảy lửa sau đó một đống lửa to sẽ được đốt lên cho đến khi phần than đã cháy rực hồng thì thầy cúng sẽ điều hành các thành viên lần lượt ngồi trước mặt mình tiếp nhận sức mạnh và nhảy vào ngọn lửa đập than bắn tung tóe tiếng hò reo cổ vũ của cả người dân địa phương và khách du lịch sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người tham gia với giá trị văn hóa lâu đời cùng ý nghĩa to lớn trong tín ngưỡng Năm 2013, lễ hội nhảy lửa của người Bà thèn đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đồng thời, lễ hội này cũng trở thành điểm nhấn cho du lịch Hà Giang, thu hút thêm đông đảo khách du lịch. Việc cưới hỏi của người Bà thèn cũng rất đặc sắc. Theo truyền thống xưa, khi trai gái Bà thèn tìm hiểu nhau, không phân biệt nhà trai đến nhà gái trước hay nhà gái đến nhà trai trước. Nếu nhà trai đến trước thì họ phải xin phép hộ gia đình nào đó trong làng, cho phép họ được tìm hiểu tại gia đình đó. Khi nhà trai đến nhà gái có hai người thì bên nhà gái phải bố trí ba người và ngược lại. Gia đình được đến sẽ chuẩn bị chiếc ghế dài và củi đốt cho đôi trai gái ngồi tìm hiểu. Sau thời gian tìm hiểu, nếu hợp nhau, họ sẽ thông báo cho gia đình tổ chức đám cưới. Trước khi tổ chức lễ cưới, hai gia đình phải trải qua 3 đến 4 lần gặp mặt rồi mới quyết định ngày cưới. Người bà Thẻn đã có một lời nguyện thề, nếu đã làm vợ chồng thì làm mãi mãi. Chính vì vậy, lịch sử người bà thẻn từ xưa đến nay không được phép ly hôn, kể cả khi lấy vợ sinh con mà không có người nối dõi, vẫn không được phép đi lấy vợ khác. Đời sống tinh thần của người bà thẻn là một kho tàng văn hóa phong phú, thể hiện qua các làn điệu giao duyên của thanh niên nam nữ trong giai đoạn tìm hiểu. Những điệu múa bát múa mừng, những bản tình ca đôi lứa sẽ xoa so dịu đi nỗi vất vả sau những ngày làm việc vất vả. Sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc bà thẻn khá đa dạng, thể hiện qua kho tàng truyện cổ tích, các làn điệu dân ca, hát du, các điệu nhảy múa, các loại nhạc cụ như khen bè, đàn tây nhạy, sáo trúc. Người bà thẻn thích ca hát, thổi sáo và những trò chơi dân gian có tính chất cổ truyền. Hiện nay, các chương trình, chính sách, dự án của nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực đã làm thay đổi diện mạo nhiều thôn bản, trong đó có các bản làng của người bà thẻn. Tình đoàn kết giữa người bà thẻn với các dân tộc khác đã và đang được tiếp tục củng cố, văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, cuộc sống của đồng bào bà thẻn ngày càng khởi sắc.